Sau đây là kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5, ngày 15 tháng 2 năm 2024, giải 8, các vé tận cùng mang số 6, Blank, giải 7, các vé tận cùng mang số 8, 7, 4, giải 6, các vé tận cùng mang số 3, 5, 2, 5, 0, 6, 0, 1, 0, 7, 3, 6, giải 5, các vé tận cùng mang số 7, 5, 5, 3, giải 4, các vé tận cùng mang số 9, 7, 4, 3, 1, 0, 5, 9, 8, 5, 1, 6, 7, 6, 3, 5, 0, 7, 7, 2, 8, 6, 4, 0, 8, 7, 1, 5, 1, 7, 5, 3, 7, 0, 5, giải 3, các vé tận cùng mang số 1, 4, 7, 8, 2, 9, 5, 6, 6, 2, giải nhì, các vé tận cùng mang số 2, 1, 1, 5, 7, giải nhất, các vé tận cùng mang số 9, 8, 0, 3, 0, giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 1, 8, 6, 5, 2, 6. Sổ số Tây Ninh được tường thuật trực tiếp nhanh nhất và chính xác nhất tại website sổ số.mobi. Chúc các bạn may mắn, yêu các bạn.